27 Rocky Balloon, ngọn giáo luôn ạ. Ui giời ơi, trận này 3 sao để làm highlight cái nào sếp ơi. Rồi, bạn xong rồi. Nhà chính sập luôn và hội thành diệt được cả tướng ở trong tình huống này đến từ Cloud. Đẳng cấp thật. Quá hay luôn, bạn bắt tướng, bắt lính hội thành trong vòng một nốt nhạc. Tùy từng bay để chúng ta áp dụng combo này, đưa rơi vào để nhiễu X-Bow mặt đất với cả là pháo đầy đá. E defend nữa, tràn luôn cả Rocky Bloom. Khí cầu chiến trong tình huống này cũng đang vô. Rồi Champion đi sâu vào chính giữa trung tâm bản đồ với vị trí của tháp pháo đầy đá. Vẫn bắt được đại bàng trong tình huống này. Và như vậy chấp băng, chấp tàng hình đến từ vị trí của Cloud. Tranh đoạt được trong pha này. Chấp tàng hình ở đây cơ mà. Đúng là quá nhẹ nhàng luôn. Đẳng cấp thật cái nhà chính bay kìa.